Mọi người thấy biển ở chỗ này này, nó nước lặng lắm, thấy không? Có cá lớn lắm, có cá bằng cái bắp tay này là con kìa, hai con kìa, trời ơi, có cá bằng cái bắp tay mình này, nó thấy không? Mọi người thấy không? Không có sóng luôn nha, rất yên lặng, đúng không? Và mình không dám thả cái thuyền này xuống, tại vì thả thuyền xuống câu cá mà, này mọi người thấy không? Có cái móc câu à? Tại vì đây là khi mà mình câu xong không biết lấy gì sao, tại nó sâu lắm, nó cỡ khoảng cỡ nửa mét á, cho nên nó tấp vô đây thì mình không biết lấy nó như thế nào, cho nên không dám thả cái thuyền này xuống câu. Đó, thấy không, cá nhảy đập mồi sao. Mình sang bên kia kìa, mình ở ngoài kia nó gần cái bờ ấy, thì mình có thể lấy được ấy. Khi mà thuyền nó đi vô mình lấy dễ hơn là ở đây, nó sâu quá không lấy được luôn. Có mọi người không thấy cá gì không? Quá trời cá luôn, thấy không? Thấy không? Wow, là quá nhiều không? Trời ơi, mà mình không muốn dám thả cái thuyền xuống câu nha, nó sâu lắm á, nó phải gần 1 mét ấy, lấy không được đâu. Thả cái thuyền xuống coi như mất luôn. À, có thể chạy đằng kia kìa. Ủa, cá quá trời mọi người thấy không? Cá nhiều không? Ô là là. Tại nước ở đây nó lặng á, không? Nè, nguyên đàn cá nhỏ nè, còn đây cá lớn không mày không? Nước có lặng á cho nên cá nhiều lắm. Mọi người thấy không? Ô là. Bây giờ. Quá trời cá luôn nữa. Đằng kia mới nhiều kìa, thấy không? Đó. Ở đây rác nó đâu có chui vô nè. Rác quá trời rác này. Wow, đằng kia cá nhiều chưa? Quá trời cá luôn nha. Cá này người ta không có ăn được đó nha. Không phải không ăn được mà người ta không có ăn. Tại cá này không có biết nó như thế nào. Và người ta đã cấm đánh bắt cá ở đây nè. Mình sẽ đi ra đằng kia kìa, mình câu. Đó. Wow. Ông này ông có cái thuyền trên nhỏ này. À, đúng rồi, cái cano đẹp không? À, parasus. À, cái thuyền đẹp không? Nó là thằng mũ, cái thuyền này bằng mũ hay sao? Wow. À, thuyền đẹp không? À, gặp cái ông lần trước ông đi ấy nè, ông chở mình đi ra biển. Mọi người thấy đông người không? Quá trời đông luôn nha. Đằng kia nó có cái chỗ mà đi máy bay trực thăng à, hàng mốt mình sẽ đi. Quá trời đông luôn, thấy không? Wow, là. Sóng đằng kia lớn quá trời. Mọi người thấy không? Trời, bên kia nó sóng nó nhỏ kìa, mình có thể chạy thuyền được rồi. Câu cá thì chắc không câu được rồi. Câu cá thì phải lên trên kia câu mà nước nó sâu quá, khi mình thả xuống mình không có lấy được thuyền nữa.
đi nguy hiểm đấy nha. Mà thấy không? Đi cẩn thận đó. Ôi là rắn chết. Wow, sóng biển mấy chỗ này nó đập mạnh lắm này. Chỗ đằng kia thì nó còn ít sóng một xíu. Đây là bên này này, bên này gió đập nó tạt về bên phía bên này này, cho nên sóng mạnh lắm, thấy không? Wow, mọi người thấy không? Gió mạnh lắm, trời ơi, gió mà lặn đấy mọi người ơi, nó lặn lắm. Tại bên này gió nhiều phải không? Bên ngoài biển nó tạt vô đây nè. Đó. Ở phía bên này thì nó có cái bờ này này, bờ kè này này, nó ngăn sóng, không có cho sóng vô cơ, không có gió nữa, cho nên nó đỡ hơn. Nên bây giờ mình ra đây mình thả. Wow, thấy không? Trời ơi, nước nó dâng luôn. Sóng nó tạt mạnh quá, nước dâng lên luôn. Ghê không? Đây, chút xíu mình thả chiếc thuyền đây này. Mình chạy ra xem nó như thế nào nha. Wow, là đó, mình thả nó xuống đây nè. Ở đây chắc không có cá rồi. Chứ chạy thử thuyền thôi chứ không có cá đâu. Rồi đây là gió nó mất. Rồi, đây kia. Sóng mặn quá nó tạt có thể là ướt giày luôn á. Mình sẽ cởi giày ra luôn. Mình cởi giày ra mình để đây. Bởi vì nó nước nó tạt vô là ướt hết giày. Ấp là yeah. Xong bắt đầu mình có thả cái thuyền xuống nha. Cái này chắc không câu cá được, không có cá. Ở đây không có cá đâu. Mình sẽ cắt cái này ra. Nó dính cứng ngắc rồi. Cột chắc cứng ngắc luôn rồi, không tháo ra được rồi. Nhà mình mới tháo ra này, mọi người thấy không? Mới tháo ra được rồi. Trời, nước lạnh lắm nha, nước lạnh lắm. Trời, nó tạt lên trên chân mà nước lạnh kinh khủng luôn á. Nhà bây giờ mình sẽ thả xuống dưới nha. Mình thả xuống dưới xe kia. Mọi người thấy không? Đó, mình thả xuống dưới xe kìa. Cái này không biết còn pin không? À, còn pin. Wow, còn pin. Wow, còn pin. Mọi người coi nè. Wow, đừng có lật nha. Wow. Wow, rồi, gió ghê quá. Sóng ghê quá chứ. Sóng nó đập quá. Wow. Wow, thấy ghê không? Wow. Wow, thấy kìa. Wow. Ngoài thế này không? Wow.
thấy không? Đó. Cái mai mốt mình xuống tắm á, mình tắm xuống mình tắm là mình quay xét ra. À, nước lạnh đó mày. Mọi người coi, nước lạnh lắm. Wow, là nước lạnh lắm á. Thấy không? Rồi coi. Nước lạnh kinh khủng luôn. Wow, là nước nó lạnh ghê lắm. Trời ơi, chịu không nổi đâu. Khoảng 2 tuần nữa mới tắm được.